ơn Cha, với lòng kính mến vô bờ. Cảm ơn Cha trong tình yêu dấu Cha ban, đời con đây xin được phó thác nơi Ngài. Con sơ chi trên đường nguy khốn gian nan, tạ ơn Cha con đường Cha đã an bài. Tạ ơn Cha một lòng con cúi xin vâng, hồn con đây xin Ngài nhận lấy con cùng. Cánh tay con biến đổi theo thánh ý Cha. Xin giơ tay và thống hối với Cha rằng: Cha ơi, xin hãy thương ban, soi sáng ban nẻo đường đời. Cha ơi, con cần tìm cao vinh danh ban quê. Chúa không dâng lời cảm tạ.
Đời con
Khi đến gần Jerusalem và trông thấy thành, Đức Giêsu khóc thương mà nói: "Phải chi ngày hôm nay ngươi cũng nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi, nhưng hiện giờ điều ấy còn bị che khuất, mắt ngươi không thấy được. Thật vậy, sẽ tới những ngày quân thù đắp lũy chung quanh, bao vây và công hãm ngươi tư bề. Chúng sẽ đè bẹp ngươi và con cái đang ở giữa ngươi và sẽ không để hòn đá nào trên hòn đá nào, vì ngươi đã không nhận biết thời giờ ngươi được Thiên Chúa viếng thăm." Kính chào ông bà và anh chị em. Hôm nay là ngày thứ 5 sau Chủ nhật thứ 33 thường niên. Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Luca chúng ta vừa nghe thuật lại biến cố Chúa Giêsu vào thành Jerusalem và Chúa đã khóc thương thành. Phải chi ngươi nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi? Thành Jerusalem, đặc biệt là đền thờ Jerusalem, là biểu tượng của dân Do Thái, dân mà Thiên Chúa tuyển chọn. Thành đã sụp đổ sau khi Chúa Giêsu về trời khoảng 70 năm. Kính thưa ông bà và anh chị em, hôm nay ngày 18 tháng 11, giáo hội cũng kính nhớ việc cung hiến hai đền thờ Thánh Phêrô và Thánh Phaolô ở Roma. Chúng ta cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng, cầu nguyện cho các vị chủ chăn trong hội thánh, cầu nguyện cho Giáo hội Chúa. Tôi liên tưởng đến hai đền thờ này
Đền thờ Thánh Phêrô là trung tâm của giáo hội Công giáo, cũng như đền thờ Jerusalem, thành Jerusalem là biểu tượng của dân Do Thái vậy. Khi chúng ta nhìn vào giáo hội, đặc biệt là giáo hội tại châu Âu, chúng ta thấy những con số thống kê thì việc giảm sút không chỉ là số người tin theo Chúa, số người công khai sống đức tin, số người hành đạo, mà tất cả những thống kê khác đều sụt giảm, kể cả những con số của những người dâng mình cho Chúa để làm linh mục, để làm nam hay là nữ tu sĩ, và rất nhiều người rời bỏ giáo hội Công giáo. Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 hay là các đức giáo hoàng gần đây đều nói về việc tái phúc âm hóa, nghĩa là tin mừng phải được loan báo một lần nữa cho dân châu Âu. Chúng ta thấy dân châu Âu như là Pháp, mà đặc biệt những cái quốc gia mà đón nhận tin mừng sớm trở thành như là trung tâm mà của giáo hội Công giáo, nay đời sống đức tin rất èo uột. Và không chỉ là những người rời bỏ giáo hội, những người không thực hành đạo, và cả những nhóm gọi là chống đối giáo hội một cách rất là mạnh mẽ. Như Chúa Giêsu đã khóc thương thành Jerusalem, phải chi ngươi nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi? Phải chi ngươi nhận ra đấng đã đến có thể cứu ngươi? Vị Thiên Chúa làm người, Chúa Giêsu đến, dân của Chúa, dân mà Thiên Chúa hứa ban, lại không đón nhận người. Rất ít người đã nhận ra Chúa Giêsu là đấng Mêsia, là cứu Chúa. Chúng ta không chỉ cầu nguyện cho mỗi người chúng ta, cầu nguyện cho giáo hội hoàn cầu, nhưng hình ảnh của đền thờ Thánh Phêrô và đền thờ Thánh Phaolô đó như là biểu tượng của hội thánh hoàn vũ và biểu tượng của hội thánh ở châu Âu, thì chúng ta cầu nguyện cách đặc biệt cho các Kitô hữu, những anh chị em ở châu Âu. Họ là những người được Thiên Chúa thương trước chúng ta. Cha ông của họ đã đón nhận tin mừng, chính bản thân của họ cũng đón nhận tin mừng. Thì xin Chúa cho họ nhận ra Chúa đã viếng thăm tổ tiên của mình, viếng thăm dân tộc của mình và viếng thăm mình, để nhận ra những gì đem lại bình an đích thực cho mình, mà có thể kiên vững trong đức tin, để có thể sống đức tin. Đừng chối bỏ cội nguồn của mình. Chúng ta biết những gì mà châu Âu có được ngày hôm nay là nhờ vào đức tin Kitô giáo, nhờ vào việc tổ tiên của họ đã đón nhận Chúa Giêsu. Chúng ta thấy về mặt văn hóa, nghệ thuật, âm nhạc, kiến trúc và rất nhiều những thứ khác nữa, một nền văn minh ấy được đặt trên nền tảng của đức tin Kitô giáo, tin vào Chúa Giêsu. Thì xin cho họ nhận ra ngày nay những gì đem lại bình an đích thực cho họ, như đã đem lại bình an đích thực cho tổ tiên của họ. Xin Chúa đón nhận mỗi người chúng ta, để chúng ta luôn xác tín và để chúng ta luôn trung thành trong đức tin. Đức tin mang lại cho chúng ta sự sống đời đời. Đức tin mang lại cho chúng ta bình an đích thực ở đời này và bình an đích thực ở đời sau. Bình an trong Chúa Giêsu, Chúa của chúng ta. Amen.
Lạy Chúa Giêsu là đại dương, là đại dương xót thương. Lạy Chúa Giêsu là tình cha, là tình cha chan chứa. Con xin hiến dâng cha, con xin hiến dâng cha cho cả cuộc sống. Con xin hiến dâng cha, con xin hiến dâng cha trái tim của con. Lạy Chúa Giêsu là cây trông của con. Lạy Chúa Giêsu là tình cha tha thứ. Con xin hiến dâng cha, con xin hiến dâng cha cho cả cùng sống. Con xin hiến dâng cha, con xin hiến dâng cha trái tim của con. Lạy Chúa Giêsu là lửa thiêng cháy liền. Lạy Chúa Giêsu là tình cha, là tình cha say mê. Con xin hiến dâng cha, con xin hiến dâng cha cho cả cuộc sống. Con xin hiến dâng cha, con xin hiến dâng cha trái tim của con. Là niềm vui chiếu soi. Lạy Chúa Giêsu là tình cha cứu rỗi. Con xin hiến dâng cha, con xin hiến dâng cha cho ta cuộc sống. Con xin hiến dâng cha, con xin hiến dâng cha trái tim của con. Lạy Chúa Giêsu là thần lương mâu thần. Lạy Chúa Giêsu là tình cha nuôi sống. Con xin hiến dâng cha, con xin hiến dâng cha cho cả cuộc sống. Con xin hiến dâng cha, con xin hiến dâng cha trái tim. Thank you.
Giêsu, con quỳ đầy dưới mình thành người. Giêsu, con quỳ đây tôn thờ kính Chúa. Con tin Chúa hiện diện sao quá ân thần. Con lắng động để nghe tiếng nói Ngài yêu con. Giêsu Kitô từ trời cao xuống thế gian người. Yêu muôn sinh linh đã trở nên tâm bánh nhỏ này. Thân con hư vô nào có đáng gì để Ngài xuống trần. Giêsu yêu con đã chấp nhận sống kiếp khổ nghèo. Giêsu tình yêu Chúa thật cao vời, hy sinh đã chịu chết cứu chuộc tội con, thân mang bao khổ hình đau đớn ê chề, con thoát khỏi vòng vây bóng tối của trần gian. Giêsu Kitô từ trời cao xuống thế gian này, yêu muôn sinh linh đã trở nên tâm bánh nhỏ này. Thân con hư vô nào có đáng gì để Ngài xuống trần. Giêsu yêu con đã chấp nhận sống kiếp khổ để Ngài xuống trần. Giêsu yêu con đã chấp nhận sống kiếp khổ nghèo. Giêsu yêu con đã chấp nhận sống kiếp khổ. Thank you.
ngày ấy xa xưa con chập chững những bước đi đầu tiên. Ngài đã cho con tay mẹ hiền nâng bước con bình yên. Rồi tháng năm trôi con thành người, rời gót chân cha con vào đời tìm bóng Giêsu. Ngài gọi con hiến dâng cho Ngài. Con vẫn nhớ lời ngợi ca đầu tiên, tình yêu Chúa phù ấm con ngày đêm. Ngài tâm con bằng ơn riêng hạnh phúc vô biên, vui say đời dâng hiến. Con hát ngàn khúc ca tạ ơn, bài ca cảm mến nguyện chẳng khi nào quên. Dù con bất xứng nhưng ơn Chúa mãi hoài chẳng chứa trên đời con. Đến hôm nay bao hạnh phúc lệ vỡ tuôn tràn mi. Ngài đã thương yêu khắc vào hồn một dấu ân tình yêu. Từng bước đi lên con nghẹn ngào, thập giá cha trao con ôm trọn cả những thương đau. Vì Ngài là gia nghiệp muôn đời. Con vẫn nhớ lời ước giao đầu tiên, tình yêu Chúa phù ấm con ngày đêm. Ngài tâm con bằng ơn riêng hạnh phúc vô biên, vui say đời dâng hiến. Đây con hát ngàn khúc ca tạ ơn, bài ca cảm mến nguyện chẳng khi nào quên. Dù con bất xứng nhưng ơn Chúa mãi hoài tràn chứa trên đời con. Con vẫn nhớ lời ước giao đầu tiên, tình yêu Chúa phù ấm con ngày đêm. Ngài tâm con bằng ơn thiêng hạnh phúc vô biên, vui say đời dâng hiến. Giờ đây con hát ngàn khúc ca tạ ơn, bài ca cảm mến nguyện chẳng khi nào quên. Dù con vẫn sinh những ơn Chúa mãi mãi tràn chứa trên đời con. Dù con vẫn sinh những ơn Chúa mãi mãi tràn chứa trên đời. Giờ này đây, xin chúng ta hãy lắng đọng tâm hồn, hãy hướng trọn về Chúa với tất cả tâm tình yêu mến, hiến dâng. Nguyện xin Chúa Thánh Thần hãy ngự vào lòng chúng con. Xin Ngài đến để đổi mới tâm hồn, trái tim, thân xác. Xin biến đổi chúng con thành đền thờ thật tốt đẹp cho Chúa Ba Ngôi ngự trị.
lạy Chúa, chúng con cần đến Chúa, chúng con khao khát Chúa, lòng chúng con dạt dào tình yêu Chúa. Xin cho lửa yêu mến Chúa luôn bừng cháy trong tim, để chúng con hoàn toàn thuộc về Chúa, bây giờ và mãi mãi. Amen. Xin đón
lời Chúa con khao khát Ngài bằng trái tim chân thành, đời con đây dâng tròn lên. Mẹ khiêm cung xin vâng,
thị cha từ nhân, nguyện trao hiến cho gian trần để người con chi thành. Này muôn hoa tươi xinh, tím màu thủy chung yêu mến, muôn người thành tâm dâng tiến, ước nguyện hằng vui sống như mẹ Liên. Này đoàn con dâng kính, thời gian trôi qua nhanh giữa cuộc đời bao mưa nắng, theo mẹ đoàn con cố gắng suốt cuộc đời hôm sớm luôn cậy chờ. Tuyệt vời.